Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 lên mọi mặt đời sống, nhưng tình hình kinh tế xã hội của Đà Nẵng vẫn ghi nhận nhiều điểm sáng. Bằng nhiều biện pháp quyết liệt và đồng bộ trong phòng chống dịch bệnh, thành phố hiện nay vẫn đang vững bước qua gian khó, nỗ lực kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh để trở về trạng thái bình thường mới, tiếp tục lấy lại đà tăng trưởng và vươn đến những tầm cao. Một trong những điểm sáng của bức tranh kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm nay là lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin. Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu phần mềm 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 42 triệu đô la Mỹ, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2020. Lĩnh vực này cũng là một trong những mũi nhọn thu hút đầu tư hiện nay của thành phố Đà Nẵng. 7 tháng đầu năm, thành phố đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 15 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng, cấp mới 24 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 148 triệu đô la Mỹ. Thành phố vẫn kiên định thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống COVID-19, vừa phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, trong lúc dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thì việc hy sinh lợi ích kinh tế để tập trung toàn lực đẩy lùi dịch bệnh, đem đến cuộc sống bình an cho nhân dân, đang là nhiệm vụ được lãnh đạo thành phố ưu tiên hàng đầu. Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Và nhưng mà căn cứ vào cái tình hình thực tế và địa bàn cụ thể để lựa chọn ưu tiên và trên tinh thần là đảm bảo sức khỏe và tính mạng của người dân trên hết và trước hết, đảm bảo về an sinh xã hội. Dù chúng ta phát triển kinh tế phòng chống dịch nhưng mà về sức khỏe của người dân thì phải được đưa lên trên và đi trước hết trong tất cả những cái chính sách. Hiện nay, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, Đà Nẵng đang đặt quyết tâm cao nhất để kiểm soát dịch bệnh, bóc tách toàn bộ các ca nhiễm trong cộng đồng, quan tâm chăm lo chu đáo cho đời sống người dân với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tạo khối đại đoàn kết vững mạnh, bền chặt, đồng sức đồng lòng vượt qua đại dịch. Đây cũng chính là kinh nghiệm được Đà Nẵng đúc kết qua những lần đối đầu đầy cam go và khốc liệt với dịch bệnh. Phòng chống COVID-19 không thể là việc của riêng ai, mà đó thực sự là cuộc chiến của toàn xã hội. Cả hệ thống chính trị và đặc biệt là người dân toàn thành phố chúng ta chung sức đồng lòng để chúng ta quyết tâm thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch trong cái tình hình mới để sớm khống chế và đẩy lùi dịch bệnh. Cái sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận chấp hành của người dân sẽ là cái yếu tố quyết định cho cái sự thành công của cái đợt chống dịch lần này. Vững bước qua gian khó, phẩm chất và bản lĩnh người Đà Nẵng vẫn đang tỏa sáng giữa đại dịch. Từ kinh nghiệm của những lần đối đầu với thiên tai dịch bệnh, cùng sự kế thừa những thành quả được dựng xây qua bao thế hệ, Đảng bộ, chính quyền và người dân Đà Nẵng vẫn son sắt niềm tin quyết thắng trong cuộc chiến chống COVID-19, sớm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, đưa thành phố bên sông Hàn tiếp tục vươn đến những tầm cao mới. Một chút tự hào Đà Nẵng của tôi.